Có 11 dấu hiệu này nói cho bạn biết bạn sắp giàu to. Kính thưa quý vị, biết kinh doanh từ nhỏ, uống rượu bia nhưng không hút thuốc, được yêu mến ở trường, hoặc có ngoại hình tốt có thể giúp bạn kiếm được nhiều hơn người khác. 1. Kiếm được tiền từ nhỏ. Một trong những điểm chung của người giàu thế giới là bắt đầu kiếm tiền từ khá sớm. Tỷ phú đầu tư Mark Cuban, năm 12 tuổi, đã bán túi đựng rác tận nhà. Warren Buffett bán kẹo cao su cho hàng xóm khi mới lên 6. Còn Richard Branson nuôi và bán vẹt từ năm 11. Nếu đã có tinh thần kinh doanh khi còn nhỏ, khả năng bạn kiếm được nhiều tiền khi lớn lên là rất cao. 2. Không tự hài lòng với chính mình. Bạn có phải người được 9 điểm vẫn chưa thỏa mãn khi còn đi học không? Nếu đúng, bạn có tư duy giống hệt các triệu phú thế giới đấy. Họ không chỉ muốn kiếm được 1 triệu USD mà là 10 triệu USD. 3. Ngoại hình tốt. Điều này nghe có vẻ bất công, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có ngoại hình dễ nhìn sẽ hấp dẫn người phỏng vấn và có khả năng bán được nhiều hàng hơn. Theo nghiên cứu của giáo sư Daniel Hammermes tại Đại học Texas, trung bình những người này kiếm được nhiều hơn 3-4% so với người có ngoại hình không đẹp. 4. Có tâm lý khẩn trương. Các triệu phú không bao giờ chờ thời gian thích hợp để kinh doanh. Họ hiểu rằng chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ. Ngồi xuống và chờ đợi là cách phá hủy giấc mơ của bạn dễ dàng nhất. 5. Tập trung kiếm tiền hơn là tiết kiệm. Rất nhiều người giàu sống tằn tiện, nhưng vấn đề là dù cực kỳ tiết kiệm và chi tiêu thông minh, họ vẫn luôn nhớ cách tốt nhất để kiếm tiền là đầu tư. 6. Là người được yêu mến ở trường. Một nghiên cứu của nhóm giáo sư Đại học Chicago, ESSEC và Viện Nghiên cứu Việc làm đã tìm ra sau 40 năm, những người được yêu mến nhất khi còn học trung học kiếm được nhiều hơn 10% so với những người còn lại. Nói cách khác, việc được yêu mến giúp họ có nhiều bạn bè và có cơ hội kiếm tiền hơn. 7. Làm việc luôn có mục tiêu. Khi nói về tương lai, người giàu luôn có mục tiêu dài hạn và nhu cầu rõ ràng. Họ không tình cờ kiếm được triệu USD đâu. Nếu nó không phải cái bạn đang phấn đấu, bạn sẽ chẳng bao giờ làm được. 8. Không ly dị. Một nghiên cứu của Đại học Ohio đã chỉ ra việc ly dị khiến tài sản của một người giảm 1/3 so với người độc thân. Trong khi đó, việc kết hôn khiến tài sản tăng gần như gấp đôi. 9. Có thể uống rượu bia nhưng không hút thuốc. Một nghiên cứu đã chỉ ra những người biết uống kiếm được nhiều hơn hẳn so với người bình thường, do việc này giúp họ gây dựng các mối quan hệ tốt hơn. Zimbrick, tác giả cuốn Doris Gedrick cho biết, người chẳng uống bao giờ, dù không phải điều tệ hại gì, thường khá bảo thủ, và việc này khiến anh ta bị loại khỏi các mối quan hệ xã hội. Dù vậy, người giàu thường không hút thuốc. Những người này tiêu phí quá nhiều tiền bạc vào thuốc lá, và tiền đó lẽ ra nên để đầu tư. 10. Luôn cập nhật thông tin. Những người thành công nhất trên thế giới luôn bắt đầu buổi sáng bằng việc cập nhật thông tin. Warren Buffett và Bill Gates đọc các tờ báo như là Wall Street Journal, The New York Times, USA Today và The Financial Times. Từ đó, họ biết được nhiều tin tức hơn để mà quyết định đầu tư chính xác. 11. Luôn cải thiện bản thân. Bằng đại học có thể tạo ra sự khác biệt trong việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng nó không thể quyết định bạn có giàu hay không. Bill Gates là một trong những ví dụ điển hình nhất của việc bỏ học. Nhưng việc này không có nghĩa là ông và những người giàu khác như Mark Zuckerberg hay là Jeff Bezos ngừng nạp thêm kiến thức. Họ luôn trau dồi bản thân bằng việc đọc sách báo và học thêm những kỹ năng mới. Trong nhà xuất hiện 4 dấu hiệu gia chủ giàu sang phú quý, 2 điểm đại hung, cẩn thận cả năm thất bát. Kính thưa quý vị, đầu năm mới, nếu thấy nhà có đủ 4 dấu hiệu này, chứng tỏ có tin vui, giàu sang phú quý. Ngược lại, cũng
cũng có những điểm báo cẩn thận đen đủi, thất bát đủ đường. Bốn dấu hiệu gia chủ dễ giàu sang phú quý. Nhà có em bé mới. Nếu bạn hỏi điều gì mang lại niềm vui và hạnh phúc nhất cho một gia đình, thì sự ra đời của một sinh mệnh mới phải là một trong số đó. Nếu có một em bé mới được sinh ra ở trong nhà của bạn trong năm mới, đó chính là dấu hiệu may mắn năm 2022, là một may mắn lớn, một hồng phúc của gia đình bạn. Mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần được cử tới thế gian, và đó cũng là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho cha mẹ. Trẻ sơ sinh tượng trưng cho sự tiếp nối của cuộc sống. Việc có thêm thành viên mới không chỉ có thể mang lại sức sống mới cho một gia đình, mà còn báo hiệu sự xuất hiện của vận may tới nhà bạn. Ngoài ra, nên xem thêm câu chuyện cuộc sống về sự giác ngộ để cuộc đời dễ thở hơn nhé. Cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống. Đặt cây xanh trong nhà, trong văn phòng không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn có vai trò phát tài. Khi mà cây xanh bạn trồng toát ra sức sống mãnh liệt, chính là điềm báo may mắn. Cây càng nhiều chủ lộc, lá xanh tươi, thân cây lớn nhanh mơn mờn thì cũng giống như tài lộc đang được sinh sôi nảy nở. Các loại cây xanh khác nhau mang ý nghĩa đẹp khác nhau. Các loại cây xanh phù hợp trước và sau Tết là cây trúc cành may mắn, mang ý nghĩa bình an, suôn sẻ. Cây cọ đỏ mang ý nghĩa may mắn, vui vẻ. Cây tài lộc tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Bướm bay vào nhà hoặc đậu lên người. Với quan niệm, bướm chính là linh hồn người đã khuất, cho nên khi có một con bướm đen vô tình đậu vào người bạn, bạn lo lắng sẽ có điểm dữ sắp tới với bạn, bởi vì màu đen là màu được nhiều người mặc định là màu không được may mắn. Thế nhưng theo tâm linh, bướm đen tượng trưng cho người đàn ông thân thiết với chúng ta. Vì vậy, con bướm màu đen đậu vào người bạn thì đây là một điểm báo cho biết sắp tới bạn sẽ gặp được những thành công lớn lao trong công việc, cũng như con đường thăng tiến của bạn được mở rộng. Những người trụ cột của gia đình đã khuất sẽ về chỉ lối cho bạn hướng đi đến thành công. Do đó, đừng nên xua đuổi khi thấy bướm đậu vào người mình nhé. Nếu có một con bướm với những màu sắc sặc sỡ, đẹp tuyệt vời đang bay, bỗng dưng đậu vào người bạn, thì bạn nên vui vì điều đó. Bởi vì con bướm có màu sắc sặc sỡ được xem như linh hồn của những người phụ nữ đã từng thương yêu bạn rất nhiều. Có thể là một người bà hay là người mẹ quá cố của bạn. Không phải bỗng dưng mà những con bướm ấy lại đậu vào chính người của bạn. Đây chính là điểm báo bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã hội hay các mối quan hệ tình cảm của bạn. Đừng lo lắng khi thấy bướm đậu vào người mình, mà thay vào đó hãy nở một nụ cười thật tươi để chờ đón những điều may mắn về hạnh phúc gia đình của bạn hay chuyện tình cảm của bạn với người yêu sẽ có khả năng chuyển biến tốt lành. Đây còn là điểm báo nói về thời vận của bạn sắp tới. Bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, đặc biệt là vấn đề tiền bạc. Bỗng dưng gặp rắn, có thể bạn sẽ cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi gặp rắn, nhưng đây cũng là một trong những điểm báo bạn sẽ gặp may mắn đấy. Nếu bạn gặp rắn trong khu vườn của bạn, bên trong ngôi nhà hoặc ra ngoài đường, nó có nghĩa là một cái gì đó hoặc ai đó quan trọng sẽ đi vào cuộc sống của bạn thời gian sắp tới. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ. Vì thế khi gặp rắn, bạn đừng cố gắng gây tổn hại hoặc giết chúng, vì bạn sắp có được thành quả, sự đền đáp xứng đáng trong suốt thời gian qua rồi đó. Vận mệnh tài lộc của bạn hay của cả gia đình chuẩn bị tốt lên, mọi sự suôn sẻ và may mắn. Ngoài ra, khi bạn cố tình giết loài rắn, thì bạn cũng có thể gặp xui xẻo, vì rắn có sự liên kết tới một số mặt tinh thần. Nó thường tự trốn khi nó ý thức được sự hiện diện của con người. Hai điểm đại hung cẩn thận cả năm thất bát. Một, con cái ốm vặt liên miên. Nếu trong nhà có quá nhiều tà khí, sát khí, sẽ tự nhiên sinh ra bệnh tật cho gia chủ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thấy con ốm vặt liên miên, đi viện, uống thuốc triền miên mà vẫn không khỏi, thì rất có thể ngôi nhà của bạn đang gặp vận xui, phải tìm cách hóa giải ngay. 2. Thường xuyên đổ vỡ. Những đồ đạc như là cốc uống nước, bát ăn cơm, lọ hoa, gương mà vỡ vào sáng sớm đều là những điều đại kỵ.
rất có thể bạn sẽ gặp tai họa. Cả ngày hôm đó nên hạn chế ra đường. Khi mà quyết định việc quan trọng, cần phải suy nghĩ kỹ càng, tránh hấp tấp vội